Phương Anh và Trần Như kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Một cái vị đến với bản tin sáng thứ ba, 29 tháng 9 năm 2015. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý. Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nói rằng Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong vùng biển Đông đang tranh chấp là vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải. Ông Sang đã nói với hãng tin Mỹ AP như vừa nêu vào hôm thứ Hai 28 tháng 9 bên lề phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong dịp này, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông đề cập tới sự kiện Hoa Kỳ ngày càng, càng có thêm quan ngại về thái độ cứng rắn của Trung Quốc. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh là việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương chứng tỏ cho thế giới thấy là quan hệ Hoa Kỳ Việt Nam đã hoàn toàn bình thường hóa 40 năm sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Cũng liên quan đến bàn giao Việt-Mỹ, Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng lần thứ 5 từ 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Theo tin ghi nhận, trưởng đoàn quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, bên cạnh nội dung chính thức, Tin tức ghi nhận đề cập tới khả năng hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thảo luận về nội dung hợp tác sản xuất khí tài trong tương lai. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì nội dung đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Mỹ lần năm bao gồm trao đổi hai bên về tình hình thế giới, tình hình khu vực, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua và tìm biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực như hợp tác quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, chia sẻ thông tin tìm kiếm cứu nạn, công tác hỗ trợ nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tìm kiếm quân nhân bị mất tích trong chiến tranh. Sang phần tin quốc tế, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố là Washington sẵn sàng làm việc với Nga, Iran hay bất kỳ quốc gia nào để cùng nhau cố gắng chấm dứt cuộc chiến Syria kéo dài hơn 4 năm qua. Cuộc chiến mà từ đó đã nổi lên các phần tử gọi là nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nhấn mạnh là Hoa Kỳ và các quốc gia phải nhận thức được rằng sẽ không thể trở về nguyên trạng như trước khi cuộc chiến diễn ra, sau khi đã xảy ra biết bao tàn sát điêu linh. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định không bao giờ dung dưỡng một giáo phái thảm họa kinh hoàng như tổ chức gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS. Và Hoa Kỳ cũng sẽ không ngần ngại sử dụng quân đội góp phần vào một liên minh rộng lớn để triệt tiêu nhóm ISIS. Thưa quý vị, siêu bão Duyon đã vùi dập Đài Loan với mưa như thác đổ và gió mạnh tối đa 227 km một giờ vào chiều thứ hai. Tuy chưa có tin về sự thiệt hại, nhưng trước đó chính quyền đã cho sơ tán 7.000 người ở khu vực mỏm đông bắc đảo quốc Thưa quý vị, bão này đã đổ bộ vào Nghi Lan, miền Bắc Đài Loan, một số nơi có mực nước mưa tới 500mm. Trong vòng 24 giờ qua, thì tin cho hay là du khách đến miền Đông Đài Loan để nghỉ trung thu cũng đã hoảng loạn, chen nhau lên tàu để di tản tránh bão trước khi các chuyến tàu dừng hoạt động. Dịch vụ đường sắt cao tốc ở phía Tây cũng phải tạm ngừng. Hàng chục ngàn nhà ở miền Bắc, đảo quốc cũng đã bị mất điện. Giới chức cảnh báo rằng khu vực ven biển có thể đặc biệt nguy hiểm do thủy triều bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai hiếm gặp sau siêu trăng, khi mặt trăng sáng hơn và lớn hơn. Tại Hồng Kông, hôm qua hàng trăm người thuộc lực lượng tranh đấu cho dân chủ đã tụ tập làm lễ kỷ niệm một năm ngày khởi đầu những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, không cho người dân được quyền ứng cử vào chức vụ điều hành đặc khu. Đoàn biểu tình đã dương cao biểu tượng của cuộc tranh đấu là những cây dù màu vàng, tụ tập ngay tại khu vực trụ sở hành chánh Hồng Kông là nơi hồi năm ngoái các cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày đã diễn ra, làm tê liệt phần lớn sinh hoạt của đặc khu. Xin được nhắc lại năm ngoái, các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Quốc hội Trung Quốc quyết định. Từ năm 2017, người dân Hồng Kông được quyền bỏ phiếu chọn người lãnh đạo nhưng danh sách các ứng cử viên phải do chính phủ Trung Quốc thông qua. Và cuối cùng thưa quý vị, chính phủ Ả Rập Xê Út vẫn chưa công bố con số người không may thiệt mạng sau vụ giẫm đạp xảy ra tại thánh địa Mecca hôm thứ năm tuần trước, nhưng dựa vào chi tiết được các quốc gia công bố, người ta được biết là số người chết lên đến gần 769 người chưa kể những người mất tích trong danh sách, Iran cho biết là có 169 công dân của họ chết và gần 300 người mất tích. Kế đến là Maroc với 90 người chết và một số lượng người mất tích rất đáng kể. Riêng ở châu Á, Indonesia cho hay có 41 công dân thiệt mạng, 82 người mất tích và 10 người đang chữa trị ở bệnh viện. Sáng nay, đại diện Bộ Tôn giáo Indonesia là ông Abdul Yamin cho biết là công tác nhận dạng người chết và tìm người mất tích là những công tác thật khó khăn. Nói thêm là nhân viên gửi từ Jakarta sang Mecca phải làm việc suốt ngày đêm mà vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Cũng chưa rõ tại sao vụ dẫm đạp này lại xảy ra. Chính phủ Ả Rập Xê Út nói huy động tới 100.000 cảnh sát để giữ trật tự và số người tham gia cuộc hành hương lên đến khoảng 2 triệu người. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của đài Ái Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ rfa.info. Quý vị có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Phương Anh và Trân Như xin kính chào tạm biệt.